để mà hướng đến sự việc làm ăn lâu dài. Đây cũng là nội dung sẽ được đề cập trong chương trình. Hơn 2.000 hecta lúa được bao tiêu, doanh nghiệp và bà con nông dân Thị Thủy thắt chặt máy mỏ cát lâu dài. Chị Thủy giới thiệu cách làm để thu hút doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào vùng lúa nguyên liệu. Thưa quý khán giả, từ hiệu quả của việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm trong những năm qua, tạo sự yên tâm và đảm bảo ra người trồng lúa. Giờ đây thì hợp đồng bao tiêu đã trở thành thói quen của người nông dân ở huyện Vị Thủy. Ghi nhận của phóng viên đài truyền hình Vị Thủy. Vụ lúa đông xuân năm nay là mùa thứ ba hợp tác xã nông nghiệp huyện Vị Thủy ký hợp đồng bao tiêu lúa 50 ha giống LVT với một doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ. Trên tinh thần đảm bảo lợi ích cho cả hai bên, giúp cho họ ăn lâu dài, việc bao tiêu luôn luôn ổn định. Khi mà được công ty mà bao tiêu vậy là ở đây tôi rất yên tâm vấn đề là lúa, là không sợ là nếu mà bỏ cọc hay là các chuyện xảy ra trong cái vấn đề mua bán với nhau, nhưng bỏ cọc và các thứ là cái đó là rất yên tâm, không có sợ. Với giá này, trung bình mỗi công đất lời trên 40 đồng. Mình ho lúa mình cho ngon, mình chăm sóc, mình hút men, mình cho thăm, mình ngày mình nghĩ cái đó, mình sẽ thuốc nữa, cái ngày thu hoạch cho nó ngon, chúng không có cộng thêm người dân, người ta làm ăn lâu dài thì tính từ đầu, tổ chức người dân, ok, do đó có thể nói một chút.